Hoang đường, chuyện Ngoại trưởng Séc kêu gọi trả tự do cho bị can Phạm Đoan Trang. Mới đây, đài phản động RFA tiếng Việt vừa dẫn lời Ngoại trưởng Cộng hòa Séc, ông Tomáš Petříček, lên tiếng kêu gọi nhà nước Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Phạm Đoan Trang, 42 tuổi, trú tại Đống Đa, Hà Nội, vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố bắt tạm giam về hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đúng là một câu chuyện hết sức hoang đường, thuộc dạng tào lao. Đường đường là ngoại trưởng của một nước, vậy mà lại ngang nhiên can thiệp, kêu gọi trả tự do cho một kẻ vi phạm pháp luật ở một quốc gia khác. Càng nực cười hơn khi lý do mà ông ngoại trưởng này đưa ra là năm 2017, Phạm Đoan Trang đã được nhận giải thưởng Homo Homini của Séc. Đây thực chất là một loại giải thưởng núp bóng nhân quyền để tôn vinh những kẻ chống đối chính phủ. Chúng tôi đang đặt ra câu hỏi rằng, căn cứ vào đâu và lấy tư cách gì mà ông ngoại trưởng kia lại lớn tiếng yêu cầu Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho cô ấy? Và chúng tôi kêu gọi các cơ quan chức năng Việt Nam tôn trọng các cam kết luật pháp quốc tế. Một kẻ chống đối chính phủ, vi phạm pháp luật như Phạm Đoan Trang khi bị bắt, bị xử lý, đáng lẽ họ phải ủng hộ, đằng này lại kêu gọi trả tự do vô điều kiện. Đó chẳng phải là chuyện hoang đường hay sao? Một kẻ từng xuất cảnh trái phép ra nước ngoài để đi học kinh nghiệm chống phá chính quyền, một kẻ cố tình không tuân thủ pháp luật của quốc gia nơi mình đang sinh sống, ngang nhiên chống phá chính quyền, kêu gọi lật đổ chế độ hiện tại như Phạm Đoan Trang. Vậy mà ông lại kêu gọi trả tự do cho ả, thì thử hỏi ông đang nghĩ gì mà lại có những phát ngôn hàm hồ như vậy? Một kẻ đã trực tiếp thành lập và tham gia điều hành nhiều hội nhóm bất hợp pháp như mạng lưới blogger Việt Nam, Green Cheese, Nhật ký yêu nước, câu lạc bộ Phan Châu Trinh, lập và thành lập nhiều trang mạng như Luật Khoa Tạp chí, phạmdoantrang.com, The Vietnamese, viết, phát tán nhiều bài viết, cuốn sách có nội dung bôi nhọ thể chế, tuyên truyền xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam, bôi nhọ lãnh đạo đảng, nhà nước, kích động lật đổ chế độ như Cẩm nang truyền thông, từ Facebook xuống đường, chính trị bình dân, toàn cảnh thảm họa môi trường Formosa ở Việt Nam, phản kháng phi bạo lực, cẩm nang nuôi tù, vân vân. Một kẻ là thành viên cốt cán của tổ chức Voice, một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố Việt Tân, là một trong những người sáng lập và duy trì hoạt động của Nhà xuất bản Tự do, một tổ chức dân sự trá hình, hoạt động chui, truyền xuất bản, in ấn các ấn phẩm có nội dung chống phá đảng, nhà nước. Một kẻ đã không ít lần kích động, tham gia các cuộc biểu tình, tụ tập, gây rối an ninh trật tự, chống phá đảng, nhà nước, kêu gọi nước ngoài can thiệp, gây sức ép lên chính phủ hiện tại để thực hiện những mưu đồ chính trị đen tối. Thử hỏi, kẻ đó có xứng đáng bị trừng trị trước pháp luật hay không? Ấy thế nhưng vị ngoại trưởng kia lại ngang nhiên phớt lờ đi tất cả mà đưa ra những phát ngôn hàm hồ, kêu gọi trả tự do cho một tên tội phạm. Rõ ràng, dưới góc độ ngoại giao, Việt Nam cần phải lên tiếng chính thức, yêu cầu ông Tomáš Petříček phải cải chính và dừng ngay hành động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.